Đây, báo cáo các bác này. Rỗi rỗi là làm ngay mấy chục chú chim bón để lên khách để phục vụ các bác từ lâu lâu dài. Cái hàng này là cứ bón thôi. Bón cô chị cô ấy sẽ u ấm cô em. Bón đúng tầm luôn. Hàng này bón là để lấy lên mấy chục chú chim khách để bán trong năm 2021 các bác nhé. Em quay video này là 18 tháng 3 năm 2021. Thì các bác mà muốn chơi chim khách thì cứ alo cho em. Thì em nói thật với các bác, những con này kể con chim cái bón đến lúc nó cũng lên khách hết, cũng gù hết. Nhưng có cái là con cái thì nó sẽ gù gù nhạt hơn. Thì chúng ta bón chim thì bón nó càng nhiều nó càng thuận lợi. Đấy, bón ít quá nó cũng lạnh và nó cũng không ăn thua. Thế nên là các bác cứ yên tâm là các bác, ví dụ như các bác mà đang cần một con chim khách, các bác cứ nhờ bên em sẽ bón cho các bác. Các bác rỗi rỗi thì các bác cứ vào kênh Chim Cú Gáy Hay Viết Liền Không Giấu trên YouTube, các bạn xem những cái bài của đồng chí Thao các bạn nhé. Thì em cũng đam mê cái món này từ cái thời chăn trâu cắt cỏ đấy, nên là cũng phải có những người như em thì các bác sẽ có cái sân chơi về cái dòng chim cu này, một cái những cái dòng ăn lúa. Đây em để lúa đây để cho nó tập ăn, còn thực ra đến bữa này em vẫn bón bằng xi lanh. Nhiều này thì phải bón một xi lanh đấy. Các bác thì trong nhiều năm qua thì cái trang trại của em đã có được may mắn được nhiều anh em là yêu thích đấy, để ý đăng ký và theo dõi. Thì gần như là chim thì gần như ngày nào em cũng gửi đi các tỉnh đấy. Người thì mua chim non, người thì mua chim choai choai, rồi nhỡ nhỡ, rồi nhiều người chim bố mẹ, người chim đực, người chim khách. Nhìn chung thì những chú chim của em thì anh em đánh giá là sáng đấy, bộ to đấy. Nhìn chung là như vậy, bộ to, chim phấn hồng. Nhìn chung là như vậy, rất đẹp. Các bác vẫn đang theo dõi thì em đang quay cái chuồng này là em để trên sàn, thì nó cũng ưu điểm của nó là nó phân nó nọt, con chim không bị bết lông. Em quay một chút cho các bác xem. Đấy. Nhìn chung là như vậy. Rất đẹp. Rất đẹp. Chim nuôi thế này thì thực ra là em cũng không đánh dấu đôi. Cái dòng này là những dòng để lại, nhưng mà thực ra là những cái con mà đực thì em cũng sẽ biết. Đấy. Những cái nứa này thì em đang bỏ ra khoảng tầm 20 đôi. Thì nó sẽ khoảng 20 con trống, 20 con mái. Đấy là theo xác suất ngẫu nhiên. Đấy. Thì đây là một nửa.
trong cái video em quay cho các bác, còn một nửa bên kia đấy. Quay cho các bác. Cái dòng này thì nó sáng quá. Bộ to. Nhìn chung là bộ rất to. Sáng quá. Thì càng đông nhau thì càng ấm thôi. Đang búng cánh, con này đang búng cánh. Đấy. Đấy, các bác thấy là rất đẹp, chim rất đẹp luôn. Rất đẹp. Con này thì nghe có vẻ là biết bỗ cứng cứng một chút rồi. Đấy. Anh em tham khảo cái kênh chim cu này để đăng ký kênh để theo dõi và đặt mua những cặp chim, những đôi chim, những cặp trứng chim nhé các bác nhé. Em thì tên là Thao, hiện em đang sinh sống tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Giống rất đẹp.
báo cáo các bác là như vậy nhé. Toàn chim bón, ràng tập ăn. Đấy. Thì cái mô hình trang trại của em thì nó được duy trì nhiều năm qua thì luôn luôn có được những cái giống chim được tuyển chọn. Đấy. Đứng thẳng hàng như bộ đội luôn. Báo cáo anh em các bác là như vậy. Thì hy vọng rằng các bác xem, các bác thấy vui mắt thì các bác đăng ký, các bác ủng hộ kênh em thôi. Đều như bộ đội luôn. Chim rất đẹp, rất đều. Thì em làm cái nhà lưới này để chống rắn, chống mèo, chống chuột, chống cáo. Làm sao là chó nữa. Thực ra là rắn thì nó vẫn vào được. Đấy. Chuột thì nó vẫn vào nhưng mà loại mèo với mèo hoang, mèo cáo thì thực ra không thể vào được. Mà nói thật với các bác là đôi khi mình chỉ cần quên cái cửa lồng này cái là nó ra. Ra thì nó vẫn ở trong cái nhà lưới này thôi. Đấy, nó vẫn ở trong cái nhà lưới này thôi. Không có gì khác cả. Đấy. Các bác thấy là em đấy, em thiết kế rất là rộng luôn. Đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Em để lại địa chỉ là thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tên em là Thao, gọi là Thao Chim Cu Gáy. Và số Zalo như số liên hệ là 0335305982. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.